Được mệnh danh là đảo ngọc, Phú Quốc nhìn từ trên cao xuống thật lộng lẫy và xinh đẹp giữa biển khơi. Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc nằm ở vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 27 đảo lớn nhỏ tại đây. Huyện đảo Phú Quốc có tổng diện tích 589,23 km2. Năm 2006, khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nằm tại vị trí đặc biệt của Vịnh Thái Lan, Phú Quốc ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc cảnh sắc hài hòa, mát mẻ, dễ chịu quanh năm và nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. Chỉ với đường bay 500 đến 1.200 km, Phú Quốc nối liền và mở rộng giao lưu quốc tế với các trung tâm du lịch lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Phnom Penh, Campuchia, Kuala Lumpur, Malaysia, Jakarta, Indonesia, Phuket, Bangkok của Thái Lan. Những đặc sản của Phú Quốc đã nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp thế giới. Đó là nước mắm Phú Quốc có truyền thống trên 200 năm, được sản xuất từ nguyên liệu chính là cá cơm tươi được đánh bắt quanh đảo. Đó là hồ tiêu Phú Quốc, nổi tiếng về chất lượng và thơm không đâu sánh bằng. Đó là ngọc trai Phú Quốc, được xếp trong nhóm ngọc trai đẹp nhất thế giới. Tài nguyên đa dạng, thiên nhiên tuyệt đẹp với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những bãi biển dài đầy nắng vàng và làn nước trong xanh. Đặc biệt, bãi dài của Phú Quốc đứng đầu danh sách các bãi biển tiềm ẩn được các hãng thông tấn cũng như du khách nước ngoài đánh giá và bình chọn là bãi biển đứng đầu 5 bãi biển đẹp nhất thế giới. Tất cả là điểm hấp dẫn không thể cưỡng nổi với mọi du khách, đưa Phú Quốc trở thành một trong những địa danh có tiềm năng phát triển du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Quy hoạch phát triển được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt, đảo Ngọc Phú Quốc trở thành thành phố biển và đặc khu kinh tế hành chính Phú Quốc trực thuộc Trung ương từ nay đến năm 2030, là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế. Trong đó có khu đô thị gắn với nghiên cứu khoa học, khu trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí tổng hợp có mục tiêu casino, sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế gắn liền với khu phi thuế quan. Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào đảo Phú Quốc được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Theo đồ án, Phú Quốc được phân chia thành 3 khu đô thị lớn: khu đô thị Cửa Cạn, khu đô thị Trung tâm Dương Đông, khu đô thị Cảng An Thới, khu phát triển phức hợp du lịch dịch vụ và dân cư bãi trường. 5 sân golf thuộc khu du lịch Cửa Cạn, Bãi Dài, Bãi Vòng, Bãi Sao, Bãi Thơm. Trong đó có sân golf Vinpearl thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc ở Bãi Dài, là sân golf 27 lỗ đạt chuẩn quốc tế đầu tiên trên đảo Phú Quốc, có diện tích trên 100 hecta, được thiết kế độc đáo theo mô hình các sân golf biển đảo nổi tiếng trên thế giới do công ty IMG của Mỹ, đơn vị tư vấn số 1 thế giới về sân golf thiết kế, đã tận dụng hết ưu thế về vị trí địa hình tự nhiên tuyệt đẹp trên hòn đảo này để tạo nên một sân golf đẳng cấp quốc tế. Các khu du lịch sinh thái, bãi thơm, Gành Dầu, Rạch Tràm, Rạch Vẹm, Bãi Dài, Vũng Bầu, Cửa Cạn và một số khu nghỉ dưỡng sinh thái
dịch vụ du lịch hỗn hợp và một số điểm du lịch đặc trưng như điểm tham quan khu di tích nhà tù Phú Quốc, suối Tranh, suối Tiên, suối Đá Bàn, núi Chúa, núi Ông Phụng. Công tác cấp phép đầu tư được quan tâm thực hiện một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Phú Quốc. Tính đến nay, trên địa bàn có 1.426 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư đăng ký lên đến 33.254 tỷ đồng và hơn 190 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích là 8.530 ha. Trong đó 112 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư là 135.087 tỷ đồng. Phú Quốc cũng được đầu tư đồng bộ toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với quy mô diện tích là 905 ha, tổng vốn đầu tư 16.206 tỷ đồng, có thể tiếp nhận được các loại máy bay lớn như Boeing 747, 767. Dự án cảng quốc tế An Thới với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 150 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Được biết đến đầu tiên chính là khu nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc do tập đoàn Vingroup đầu tư tại khu du lịch Bãi Dài thuộc huyện đảo Phú Quốc. Tổng thể dự án rộng 300 ha, bao gồm khu khách sạn, khu biệt thự, khu vui chơi giải trí và sân golf. Khi hoàn thành, Vinpearl Phú Quốc sẽ trở thành khách sạn 5 sao lớn nhất Phú Quốc với 750 phòng tiện nghi. Sở hữu hệ thống phòng hội nghị hiện đại có diện tích lên đến trên 1.500 m2, có sức chứa hơn 1.000 người. Cùng với vẻ đẹp tuyệt vời sẵn có của thiên nhiên tại đây, Vinpearl Phú Quốc hứa hẹn sẽ là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế trên đảo Ngọc Phú Quốc. Khu du lịch sinh thái Trần Thái Marina Resort and Villa với quy mô 41,01 ha là khu du lịch sinh thái dịch vụ du lịch với nhiều hình thức và sản phẩm du lịch độc đáo như khu spa bungalow trên đất liền, trên mặt biển, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset Sanato với quy mô 24,78 ha là khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, sang trọng và tiện nghi. Salinda Premium Resort là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của Phú Quốc với quy mô 120 phòng, đang trong quá trình hoàn thiện các công đoạn cuối cùng và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2014. Như Sonasi Villa Resort, khu dân cư thung lũng tím Violet Valley. Một số dự án khác đang kêu gọi đầu tư như khu đô thị Cửa Cạn, An Thới, khu sân bay Cũ Dương Đông quy mô 83 ha. Phú Quốc đang được xây dựng trở thành đặc khu kinh tế. Trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cấp quốc gia quốc tế. Phú Quốc cũng đang định hướng thành trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng, biển của quốc gia và khu vực. Với những tiềm năng hiện có về tài nguyên thiên nhiên và những chính sách ưu đãi thuận lợi, Phú Quốc chắc chắn sẽ là một trung tâm du lịch quốc tế hấp dẫn nhất trong tương lai.